Nhà mình thấy gì không ạ? À? Có gì lạ không? Đây là chiếc lẫy số vô lăng. Đối với Hyundai, gia đình mình sẽ bắt gặp lẫy số vô lăng trên Santa Fe phiên bản cao cấp, phiên bản đặc biệt, Elantra phiên bản Sport. Nhưng hôm nay, Khanh muốn giới thiệu với tất cả anh chị em đang theo dõi kênh lẫy số vô lăng trên Hyundai Kona, cả 3 phiên bản 2.0, 2.0 đặc biệt, 1.6 Turbo. Rồi, chào buổi sáng cả nhà. Hôm nay thì Khanh sẽ giới thiệu cho cả nhà mình chức năng lẫy số vô lăng trên chiếc Hyundai Kona. Chúc gia đình mình buổi sáng lái xe an toàn và nhiều niềm vui, nhiều hạnh phúc cũng giống như nhiều thuận lợi trong tuần làm việc mới nha. Để bắt đầu công việc thì Khanh sẽ giới thiệu cho mình các tính năng về lẫy số vô lăng sử dụng như thế nào. Và đây là một cái video dành riêng cho những khách hàng mua xe tại chỗ Khanh được trang bị lẫy số vô lăng. Nếu gia đình mình cảm thấy yêu thích video, nhờ gia đình mình nhấn nút đăng ký, nhấn dấu chuông để luôn nhận những video mới nhất của Bình Khanh cập nhật về giá xe, khuyến mãi, trang bị và tất cả những gì liên quan đến cả chiếc xe của gia đình mình đang sử dụng. Bây giờ mình sẽ bắt đầu nha. Khanh xin phép giới thiệu sơ qua lẫy số vô lăng. Lẫy số vô lăng là một tính năng tương tự với việc lẫy số ở trên cần số ở chế độ bán tự động. Nếu không trang bị lẫy số vô lăng thì ở chữ D, mình đang lái ở chế độ chữ D, đây chữ D, thì mình sẽ không chủ động lẫy số được. Mà mình muốn lẫy số mình phải chuyển qua chế độ bán tự động mình mới lẫy. Nhưng đối với tất cả khách hàng đang sử dụng xe Hyundai Kona bao gồm 2.0, 2.0 đặc biệt, 1.6 Turbo, xe được trang bị lẫy số vô lăng thì chúng ta sẽ lẫy số ở chữ D, đây chữ D, hoàn toàn bình thường. Và đối với xe Hyundai Kona thì nó có một cái hay ở chỗ là ở vị trí số nó sẽ báo, nếu mà mình đang ở chế độ bán tự động thì nó sẽ là hiện số 0. Còn nếu mà mình ở chế độ D tự động bình thường thì nó còn thêm báo thêm vị trí số kế bên. Đã, để mình biết ở chế độ D chiếc xe đang chạy số mấy. Một cái rất là hay mà Khanh nghĩ các xe khác nên trang bị cái thông tin này. Nó cũng không phải gì là phức tạp đâu. Yeah. Ở chế độ D, gia đình mình có thể lẫy số vô lăng để vượt mặt chiếc xe phía trước. Khi gia đình mình đang chạy, mình muốn vượt mặt phía trước, mình chỉ cần lẫy trừ là trong vòng 4 giây nó sẽ trở lại chế độ D. Nếu gia đình mình đi đường đèo, mình có thể chuyển qua cái chế độ bán tự động đây, và mình sẽ lẫy trừ. Đối với đi đường đèo thì mình sẽ đi ở tốc độ khoảng 30 đến 40 cây số trên giờ. Khi xuống dốc nó sẽ rất là an toàn. Đó, thì lúc đó gia đình mình sẽ chuyển qua chế độ bán tự động và mình đi ở tầm số 3 và số 4 thì nó sẽ an toàn nhất. Mình lấy cộng và lấy trừ để chủ động hơn. Còn ở đường bình thường, đường quốc lộ giống như đường của Khanh đang đi đây, thì gia đình mình chỉ nên để ở chế độ D. Rồi, mình lấy cộng để mình tăng tốc, hoặc là mình lấy trừ để mình giảm số, mình vượt mặt. Nó sẽ mang lại những cảm giác lái phấn khích hơn rất là nhiều. Rồi, bây giờ Khanh sẽ khởi hành và bắt đầu nha. Rồi, D. D thì nó sẽ tự động lên từ số 1 đến số 7 nếu gia đình mình chạy cái chiếc Hyundai Kona Turbo. Còn nếu gia đình mình chạy chiếc Hyundai Kona 2.0 và 2.0 đặc biệt thì nó sẽ tự động lên từ số 1 đến số 6. Đây, nó sẽ báo thông tin vị trí số kế bên. Đối với xe được trang bị lẫy số vô lăng, khi mà mình muốn vượt mặt chiếc xe trước thì mình chỉ cần lẫy trừ. Đây, Khanh lẫy trừ nha. Lẫy trừ ở chế độ D. Nó sẽ chuyển qua chế độ bán tự động. Và sau đó 4 giây, nếu mà mình không tác động gì vào nữa thì nó sẽ trở lại D. Gia đình mình thấy chưa ạ? À? Như vậy, mình sẽ bắt kịp những khoảnh khắc vượt. Tại vì một cái khoảnh khắc vượt á, thì nó rơi vào khoảng là vài giây để mình vượt mặt chiếc xe phía trước thôi. Khanh ví dụ đi những cái đường quốc lộ á, thì nó chỉ nó cấm vượt, giống như đường Đồng Nai nó hay cấm vượt, thì nó chỉ có một cái đoạn nhỏ vài trăm mét để chúng ta có thể vượt thôi. Đó, thì chúng ta sẽ bắt ngay những cái khoảnh khắc đó, chúng ta lại trừ đó. Rồi vượt thì lúc đó chiếc xe của mình sẽ rất là mạnh và mình sẽ vượt rất là khỏe.
Nếu mà mình để chế độ D bình thường, một chiếc xe không có trang bị lẫy số vô lăng, thì mình đạp sâu ga vào thì nó sẽ có độ trễ 2 giây, 1 đến 2 giây. Thì như vậy khi mà mình lấy cái đầu ra bên trái để mình vượt thì nó lại tới cái đường cấm vượt tiếp. Đối với những đây là cái cách để mình chạy chiếc xe ở chế độ D bình thường. Còn đối với những anh thích sử dụng một chiếc xe tự động như một chiếc xe số sàn, các anh có thể lẫy số cộng là để cho mình lên số, giống như mình lên số 1, số 2, số 3, số 4, số 5, giống như một chiếc xe số sàn. Giờ đang ở chế độ D đúng không ạ? Gia đình mình muốn chạy kiểu bán tự động ở chế độ D cũng được. Đây D nè, mình có thể lấy cộng, lấy cộng rồi đạp lên, lên mình cảm nhận khi mà mình chạy bán tự động thì mình phải cảm nhận chân ga. Đây lên 5 rồi 6 đó, mình lấy thì đối với cái một chiếc xe có trang bị lẫy số vô lăng, mình sẽ được những cái đầu tiên là mình vượt mặt rất là khỏe và rất là chủ động, dùng từ khỏe và chủ động luôn. Các bạn sử dụng lẫy số vô lăng sẽ rất là thích ở những cú vượt. Đối với một chiếc xe có lẫy số vô lăng, gia đình mình đi đường đèo sẽ thích hơn rất là nhiều, tại vì mình sẽ chủ động cái vị trí số, nó sẽ chuẩn hơn một chiếc xe không có lẫy số vô lăng, thì mình có thể lẫy ngay chân ở trên vô lăng mà. Rồi, đối với một chiếc xe có lẫy số vô lăng sẽ mang lại những cảm giác lái phấn khích như là một chiếc xe số sàn, bởi vì mình sẽ chủ động cộng và trừ lên số như xe số sàn mà không cần đến chân côn. Trong quá trình lái mình lẫy số cộng. Rồi, mình muốn nếu mà để tự động đang ở chế độ D mà mình muốn để tự động nó trở về chế độ D bình thường á, thì nó sẽ khoảng 4 giây nó sẽ trở lại. Còn nếu mà mình có lẫy số mà mình muốn nó trở về D ngay thì mình sẽ đè giữ luôn. Đây, khả năng đè giữ thì nó sẽ trở lại chế độ tự động. Nó sẽ có hai cách trở về chế độ D khi mà mình lẫy số ở chế độ D. Không biết là cái câu này là anh chị em mình theo dõi nó có rõ không ạ? Ở chế độ D thì mình lẫy sẽ chuyển qua chế độ bán tự động, thì nó sẽ có 4 giây để nó chuyển về chế độ D lại. Còn nếu mà mình chủ động, mình đè giữ phím cộng hoặc là phím trừ luôn, thay vì mình lẫy một cái mình buông ra đúng không ạ, thì mình lẫy và mình đè giữ luôn, thì nó sẽ trở về chế độ D lại ngay lập tức trong khoảng 1 đến 2 giây thay vì phải chờ 4 giây. Đó là cái câu của Khanh muốn chia sẻ. Đối với việc lắp đặt lẫy số vô lăng tại đại lý của Khanh là không mất bảo hành, vẫn đảm bảo các quy chuẩn an toàn về kỹ thuật, và gia đình mình sử dụng nó sẽ đúng chuẩn, bởi vì lẫy số vô lăng là một tính năng có sẵn trên xe nội địa Hàn Quốc, và bộ này được nhập từ Hàn Quốc chính hãng dành cho những chiếc xe nội địa. Mong rằng cái video của Khanh chia sẻ sẽ mang lại những sự lựa chọn mới hơn, hay hơn dành cho quý khách hàng và anh chị em mình đang theo dõi kênh, có nhiều cái ý tưởng hơn cho chiếc xe của mình. Xin chào và xin hẹn gặp lại ở những video clip sau.